An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng. Cột điện MN vuông góc với thanh xà AB tại điểm nào của đoạn thẳng AB? Cột điện MN nó vuông góc với thanh xà AB tại điểm nào của đoạn thẳng AB? thì mình thấy rằng là hiển nhiên là cái thanh xà này nó phải vuông góc với cột điện và cái cột điện này nó đi qua cái điểm chính giữa của cái thanh xà này đúng không có nghĩa là o sẽ là trung điểm của ab như vậy thì mình trả lời là cột điện mn vuông góc với thanh xà ab tại điểm o là trung điểm của đoạn thẳng AB, à, tại điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB hoặc là mình ghi tại trung điểm của đoạn thẳng AB. Có nghĩa là OA bằng OB. Một nhỏ đường trung trực của một đoạn thẳng. Lấy một mảnh giấy như trong hình 1a, hình 1a, một, một mảnh giấy. Gọi một mép cắt là đoạn thẳng AB. Đây là một mép cắt. Sau đó, gấp mảnh giấy sao cho điểm A trùng với điểm B. Mình gấp lại ha, mình gấp lại. Theo cái nếp gấp này. Lúc này điểm A nó trùng với điểm B. Ở hình 1B. Theo em, nếp gấp XY có vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm hay không? Tại sao? chúng ta có hai ý ở đây ha, nếp gấp ít đi có vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm hay không? Đó, có nghĩa là ở đây nè, nếp gấp này, nếp gấp là đường đất đất này, theo em là nó có vuông góc với AB tại trung điểm hay không? có nghĩa là O sẽ là trung điểm của AB đúng không? và cái khó là tại sao? thì mình thấy nè sau khi mà chúng ta gấp lại A trùng với B thì lúc này cái điểm gấp trên cạnh AB sẽ là điểm điểm O điểm gấp trên cạnh AB là điểm O. Và do A nó trùng với B cho lúc này OA nó sẽ bằng OB. Được chưa? Đó. Trung điểm này. Mình xử lý xong trung điểm ha còn bây giờ vuông góc nè. Thì khi mà chúng ta gấp á thì hai mép của tờ giấy nó song song với nhau ha. À, hai mép của tờ giấy này nó song song với nhau. Mà sau khi chúng ta gấp thì hai mép này nó sẽ trùng nhau đúng không? Hai mép này nó trùng nhau. Được chưa? Và lúc này cái nếp gấp nó cũng sẽ song song với 2 mét nha cái nếp góc nó song song với 2 mét mà 2 mét nó vuông góc với AB đúng không do đó cái nếp góc nó cũng vuông góc với AB được chưa nếp góc nó song song với 2 mét của tờ giấy mà 2 mét của tờ giấy nó vuông góc với AB nên nếp góc nó cũng vuông góc với AB. Đó, chúng ta xử lý xong vuông góc. Chúng ta đến khái niệm đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng nè, vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Đây, đường thẳng xy nó vuông góc với AB tại trung điểm của AB. Chúng ta gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Nha. À. Đây, MN nó vuông góc với AB tại trung điểm của AB. Cho nên chúng ta gọi MN là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ví dụ 1, trong hình 2, đường thẳng XY là đường trung trực của đoạn thẳng AB vì XI y vuông góc với AB tại trung điểm O của AB, x y nó vuông góc với AB, vuông góc tại trung điểm ha, à, trung điểm O của AB, cho nên chúng ta gọi x y là đường trung trực của AB. Thực hành một, cho hình chữ nhật ABCD a b c d trên cạnh ab lấy các điểm m, N, MNP trên cạnh dc lấy các điểm m phải n phải p phải m phải n phải p phải sao cho am bằng mn bằng np bằng pb và mm m phải nn n phải B, B phải đều song song với với B, C. À, song song. Tìm đường trung trực của mỗi đoạn thẳng AB AN NB AB rồi AN rồi NP Thì mình thấy rằng là ABCD là hình chữ nhật ha. À. Hình chữ nhật cho nên là góc này sẽ là góc vuông. Ok. Góc vuông. Rồi tiếp theo. Mình có MM phải, NN phải, pp phải song song với BC. Mà BC vuông góc với AB. Cho nên là MM phải, NN phải, pp phải cũng vuông góc với AB. Được chưa? Rồi, người đó mình là tìm đường trung trực của mỗi đoạn thẳng AB. AB theo định nghĩa đường trung trực là đường vuông góc với ab tại trung điểm của ab à. thì do am bằng mn bằng np bằng pp cho nên là hiển nhiên n sẽ là trung điểm của ab đó nn phải nó vuông góc với ab tại trung điểm của ab cho nên nn phải sẽ là đường trung trực của đoạn thẳng ab à. đó trung trực của ab sẽ là đoạn nn phải tương tự như vậy trung trực của an an thì sẽ là mm phải ha bởi vì mm phải đi qua trung điểm của đoạn thẳng an và vuông góc với an đó cho nên là trung trực của an sẽ là mm phải còn nb Thầy góc P là trung điểm PP phải vuông góc với thằng này cho nên là PP phải sẽ là trung trực đó vận dụng 1 trong hình 4 hãy cho biết BD có là đường trung trực của đoạn thẳng AC hay không tại sao BD có là đường trung trực của đoạn thẳng AC hay không? Tại sao? Thì mình thấy là người ta cho mình là PA bằng PC ha, à, xiệt này bằng nhau. Có nghĩa là P là trung điểm đúng không? P là trung điểm. Bây giờ mình cần chứng minh góc này là góc vuông nữa thì mình sẽ suy ra là PD là đường trung trực được chưa? Bởi vì trung trực là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc ha. À. Rồi, mình muốn chứng minh góc này góc vuông bằng cách nào? thầy xét hai tam giác DPA và tam giác DPC mình thấy rằng là hai tam giác này có cạnh DP là cạnh chung có PA bằng PC có DA bằng DC nên hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh 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 hai tam giác này bằng nhau suy ra góc P1 bằng góc P2 mà P1 cộng với P2 bằng 180 độ do hai là hai góc kề bù. Hai thằng này bằng nhau mà cộng lại bằng 180 độ cho nên mỗi thằng sẽ bằng 90 độ. Được không? Mỗi thằng bằng 90 độ. Hay nói cách khác là DP nó sẽ vuông góc với AC. Hay à, hay là DB vuông góc với AC. Từ đó mình suy ra DP chính là đường trung trực của AC. Được không? Đây, thầy trình bày bài vận dụng 1 nè. Thì đầu tiên, chúng ta có P là trung điểm của AC. À, theo giả thiết, ta có P là trung điểm của AC. Đó. Để chứng minh một đường thẳng là đường trung trực thì chúng ta cần chứng minh nó đi qua trung điểm và nó vuông góc. Đó có hai ý ha, trung điểm và vuông góc. mình chỉ ra là trung điểm rồi này. Bây giờ mình chứng minh vuông góc nữa là xong. để chứng minh vuông góc thì chúng ta cần chỉ ra DPc bằng 90 độ ha. Để chứng minh DPc bằng 90 độ chúng ta chỉ ra P1 bằng B2 mà để chỉ ra P1 bằng P2 thì chúng ta sẽ chỉ ra tam giác DPA bằng tam giác DPC. Xét tam giác DPA và tam giác DPC. Ta có DP là cạnh chung. Rồi tiếp theo chúng ta có PA bằng PC. PA bằng PC. Mình có DA bằng DC, hai xịt nè. Ha. Có DA bằng DC. Đó. Đây là theo giả thiết. Ha. Từ đây chúng ta suy ra được tam giác DPA bằng tam giác DPC. Được chưa? Trường hợp cạnh, cạnh, cạnh. Đó hai tam giác này bằng nhau, chúng ta suy ra được là góc DPA bằng góc DPC. Từ đó mình suy ra góc DPA bằng góc DPC. Hai góc tương ứng. Đó. Mà DPA cộng với DPC lại bằng 180 độ đúng không? Được chưa? Mà DPA cộng với DPC bằng 180 độ. Lý do là kề bù. Đó. Hai thằng này bằng nhau mà hai thằng này cộng lại bằng 180 độ. Điều đó chứng tỏ mỗi thằng sẽ bằng 90 độ ha. Được chưa? từ đó suy ra mỗi thằng bằng 90 độ ha thằng này bằng 90 độ có nghĩa là dp nó vuông góc với ac ha từ đó mình suy ra được dp nó vuông góc b bò luôn ha db bò ha vuông góc với ac đó, chúng ta đã chứng minh vuông góc xong nè vuông góc tại trung điểm ha nè vuông góc tại trung điểm được chưa đây mình gọi là một nè hai nè từ một và hai suy ra dp là đường trung trực ha đường trung trực của ac dp là đường trung trực của ac do nó vuông góc tại trung điểm chúng ta vừa tìm hiểu đường trung trực là gì, chúng ta sang hai nhỏ tính chất của đường trung trực. Hoạt động 2. cho đoạn thẳng AB có O là trung điểm và D là đường trung trực. Cho đoạn thẳng AB có O là trung điểm và D là đường trung trực. Lấy điểm M tùy ý thuộc D. Lấy điểm M tùy ý thuộc D ở à, năm chứng minh rằng hai tam giác MOA và MOB bằng nhau từ đó suy ra MA bằng MB từ đó suy ra MA bằng MB rồi bây giờ mình sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau ha hai tam giác này bằng nhau do D là đường trung trực của AB cho nên là D nó vuông góc với AB đó thì lúc này hai tam giác MOA và MOB sẽ là hai tam giác vuông ha. Được ý chưa? Hay nói khác là góc O1 bằng góc O2 bằng 90 độ ha. Xét tam giác MOA và tam giác MOB ta có MO là cạnh chung có góc O1 bằng O2 bằng 90 độ. Chứng minh trên, có OA bằng OB, vì O là trung điểm. Từ đó chúng ta suy ra được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh, góc, cạnh. Hai tam giác này bằng nhau suy ra MA bằng MB, hai cạnh tương ứng. Xong ha. Trên đây là gợi ý chứng minh tính chất sau của đường trung trực. này tính chất. Định lý 1. Điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng ấy. Đó. Có nghĩa là điểm M nó nằm trên đường trung trực là đường thẳng D. Cho nên nó cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng AB. Có nghĩa là MA sẽ bằng MB. Đó. Tương tự như vậy nếu mà điểm M nó nằm trên đường thẳng D thì NA nó cũng sẽ bằng NB đó mọi điểm nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu của đoạn thẳng ấy ví dụ như điểm Q đi thì Q A nó cũng sẽ bằng Q B được chưa đó mình vừa chứng minh là hoạt động hai đó đảo lại ta cũng có định lý điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó đó hai định lý này rất là quan trọng ha các em nhớ nha Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó. Ngược lại, điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó ha. Rồi để dễ nhớ, cái định lý 2 thì chúng ta cùng tìm hiểu, à người ta chứng minh định lý 2 ở đây. Còn định lý 1 là mình đã chứng minh qua cái hoạt động 2 rồi đúng không? Bây giờ mình đi chứng minh định lý 2. gọi M là một điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng AB. Ta sẽ chứng minh M nằm trên trung trực của đoạn AB. Như hình 6. ha à, đây. Người ta vẽ ở hình 6. Giả thiết là MA bằng MB. Bởi vì M cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng AB. Có nghĩa là MA và MB. Kết luận là M nằm trên đường trung trực của đoạn AB. còn vẽ hình thì điểm M nó cách đều hai đầu mút có nghĩa là MA bằng MB thì sẽ có hai trường hợp xảy ra nha trường hợp thứ nhất là M nó nằm trên đoạn thẳng AB hay nói khác là M nó thuộc AB còn trường hợp thứ hai là M nó không thuộc AB đây trường hợp thứ nhất M nằm trên AB trường hợp thứ hai là M nó không nằm trên AB được chưa Trường hợp thứ nhất là hình 6A Thì vì MA bằng MB A giả thiết cho MA bằng MB Nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB Do đó M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB đó. Bởi vì đường trung trực là đường thẳng vuông góc tại trung điểm của AB mà Đi qua trung điểm của AB và vuông góc qua AB đó. Cho nên là mà M là trung điểm của AB Cho nên hiển nhiên là M nó thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB ha. Rồi trường hợp 2 M nó không thuộc đoạn thẳng AB như hình 6B Kẻ đoạn thẳng nối M với trung điểm Y của đoạn thẳng AB À bây giờ mình nói M với trung điểm Y của đoạn thẳng AB ha, Trung điểm xịt xịt Và MA bằng MB thì giả thiết cho Trung điểm Y có nghĩa là IA bằng IB Lúc này ta có tam giác MAI bằng tam giác MBI Trường hợp cạnh 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 ha m a a bằng m b a vậy m a bằng m b i a bằng y b m i chung đó trên hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh 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 nha cạnh 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 hai tam giác này bằng nhau chúng ta suy ra được góc y 1 bằng y 2 góc y 1 bằng y 2 mặt khác y 1 cộng y 2 bằng 180 độ lý do là kề bù đó hai thằng này bằng nhau mà cộng lại bằng 180 độ thì chúng ta suy ra được là hai thằng bằng nhau và bằng 180 độ chia 2 là bằng 90 độ. Đúng không? Đó. MI nó vuông góc với AB và nó đi qua trung điểm của AB. Nên chúng ta suy ra MI là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Được chưa? MI là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Có nghĩa là M nó nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB đúng không? Đó. Chúng ta đã chỉ ra là nếu mà MA bằng MB á thì M nó sẽ nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chúng ta sang ví dụ 2. Cho điểm O nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng EF. Điểm O nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng EF. Và OE bằng 3 cm. OE bằng 3 cm. Tìm OF. Tìm OF. Thì câu này đơn giản rồi. Mình áp dụng tính chất là điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó ha. Cho nên mình nói là vì điểm O nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng EF nên ta có OE sẽ bằng OF và bằng 3 cm. Xong câu A. Câu B. Cho hai điểm PQ thỏa mãn pe bằng pf qe bằng qf ha, cho hai điểm p và q thỏa mãn pe bằng pf và qe bằng qf chứng minh ba điểm opq thẳng hàng opq thẳng hàng thì theo định lý 2 chúng ta có là điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó, đó. mà p và q nó cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng EF, có nghĩa là PE bằng PF, QE bằng QF, nên chúng ta suy ra là P và Q sẽ nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng EF. Đó. O cũng nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng EF, PQ cũng nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng EF. Điều đó có nghĩa là APQ thẳng hàng, vì cùng nằm trên đường trung trực, đúng không? Đó, mình xem sách trình bày nè. Giả thiết O nằm trên đường trung trực D của đoạn thẳng EF. Cho OE bằng 3 cm, BE bằng PF, QE bằng QF. Câu A tìm OF. Câu B OPQ thẳng hàng. Câu A vì điểm O nằm trên đường trung trực D của đoạn thẳng EF nên ta có OE bằng OF. Vậy OF bằng 3 cm. Lý do là OE bằng 3 cm. Mà OF OF lại bằng OE. Cho nên OF bằng 3 cm. Câu B. Hai điểm P và Q cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng EF nên cùng nằm trên đường trung trực D của đoạn thẳng EF. Suy ra ba điểm O, P, Q thẳng hàng. bởi vì Q đều nằm trên đường trung trực ha. À, cho nên là Q thẳng hàng. Chúng ta sang thực hành 2. Trong hình 8 cho biết D là đường trung trực của đoạn thẳng AB. D là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Điểm M thuộc đường thẳng D. M thuộc đường thẳng D Và MA bằng x cộng 2 Đây MA bằng x cộng 2 MB bằng 7 Bảo mình là tính x Đó Thì mình áp dụng tính chất Của đường trung thực Điểm M thuộc đường Điểm M thuộc đường thẳng D Mà đường thẳng D là đường trung thực Của đoạn thẳng AB Đó Cho nên là MA sẽ bằng MB Đúng không MB bằng 7 rồi M A bằng x cộng 2. Từ đó chúng ta tìm được x. Ok. Đây. Vậy M nó thuộc đường thẳng D. À, là đường trung trực của AB. Đó. Vậy M thuộc D là đường trung trực của AB. Từ đó chúng ta suy ra điểm M nó sẽ cắt đều hai đầu mút có nghĩa là MA nó sẽ bằng MB được chưa MA bằng MB MA chính là bằng x cộng 2 MB bằng 7 đó có nghĩa x cộng 2 sẽ bằng 7 từ đây mình suy ra x bằng x bằng 5 ha vì 5 cộng 2 sẽ bằng 7 chúng ta xong thực hành 2 vận dụng 2 dựng đường trung trực của đoạn thẳng ab bằng thước thẳng và con ba theo hướng dẫn sau à thì thầy sẽ trình bày riêng cho các em dễ theo dõi bây giờ mình có một đoạn thẳng ab bất kỳ ha thầy sẽ cố tình thầy dựng ab cho nó nằm xiên xiên một xíu cố tình thì dựng AB nó nằm siêu một xíu ha AB đó bây giờ vấn đề của chúng ta là dựng đường trung trực của đoạn thẳng AB đó. thì mình sẽ áp dụng cái tính chất là điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó để chúng ta dựng đây mình kéo con ba ra ha à, kéo ba ra mình chấm ở tại B mình vẽ một cung ở đây một cung ở đây được chưa rồi mình để nguyên cái con ba đó bây giờ mình chấm tại a ha à, mình vẽ đây một cung mình vẽ đây một cung được chưa đó hai cung này cắt nhau tại hai điểm này nối hai điểm này lại chúng ta được đường trung trực của đoạn thẳng ab đó mình áp dụng tính chất là à điểm này cách đều hai đầu mút nè do mình dùng cái compa mình để nguyên cái bán kính mà điểm này cũng cách đều hai đầu mút nè đó trên hai điểm này nằm trên đường trung trực của đồng thẳng ab đúng không đó do hai điểm này cách đều hai đầu mút cho nên hai điểm này nằm trên đường trung trực hai điểm thì chúng ta có được một đường thẳng ha hai điểm phân biệt thì mình có được một đường thẳng và đường thẳng này chính là đường trung trực đó đường trung trực ok đi qua trung điểm được không đó cách vẽ đường trung trực như vậy ha Chú ý, khi vẽ hai cung tròn trên, ta phải lấy bán kính lớn hơn 1 phần 2 AB, thì hai cung tròn đó mới có hai điểm chung. Đó, chú ý thứ nhất là khi mà chúng ta vẽ cái cung tròn á, thì chúng ta lấy bán kính nó phải lớn hơn 1 phần 2. Đây là 1 phần 2 này. Đó. Mình phải lấy lớn hơn. ha à, đó. Chứ nếu mình lấy nhỏ hơn hoặc bằng thì khi mà chúng ta vẽ hai cung tròn thì nó sẽ không có cắt nhau ví dụ lấy nhỏ hơn này đó mình vẽ này nhỏ hơn này mình vẽ này đó nó không cắt nhau đúng không đó cho nên là khi mà mình lấy bán kính lên vẽ cung tròn mình phải lấy lớn hơn 1 phần hai ha càng lớn càng tốt càng lớn thì độ chính xác càng cao ha miễn nó nằm trong tờ giấy là được nó đừng có nằm ngoài tờ giấy tiếp theo giao điểm của đường thẳng MN với đoạn thẳng AB là trung điểm của đoạn thẳng AB. Đó, ý người ta muốn nói là điểm này điểm M này, N này, giao điểm của đường thẳng MN với đoạn thẳng AB chính là trung điểm của đoạn thẳng AB, đây là trung điểm ha. À, trung điểm của đoạn thẳng AB. Nên cách vẽ trên cũng là cách dựng trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và compa. Đó, nên cách dựng này cũng là cách dựng trung điểm. Đó. Có nghĩa là có nghĩa là thế này các em đây cho đoạn thẳng AB thì bây giờ thay vì để tìm trung điểm bằng cách là chúng ta lấy thước chúng ta đo rồi chúng ta chia cho hai thì chúng ta cũng có cách khác để dựng trung điểm bằng thước và con chúng ta làm như sau mình dựng đây một cung ha dựng đây một cung rồi mình để nguyên con ba đó mình dựng đây một cung mình dựng đây một cung ha rồi sau đó chúng ta để cái thước nó đi qua hai điểm này và chúng ta có đây là trung điểm được chưa đó cho nên là cái chú ý hai người ta nói là đây cũng là cách mà dựng trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và compa rồi chúng ta xong phần lý thuyết thì phần lý thuyết chúng ta học về đường trung trực và tính chất của đường trung trực đường trung trực của một đoạn thẳng thì đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng ấy. Còn tính chất là điểm nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu mút và ngược lại điểm nào cách đều hai đầu mút thì nằm trên đường trung trực. ồ oh, bị cấp điện luôn rồi các em. Rồi thầy An dừng video ở đây. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.